Xin chào cả nhà, hiện tại chúng ta đang có mặt tại phòng khám chuyên khoa Gia Liễu Việt Đức. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng theo chân tôi xem không khí tại phòng khám chuyên khoa Gia Liễu Việt Đức trong buổi sáng ngày hôm nay như thế nào nhé. Với sáng ngày ra thì cũng rất nhiều khách hàng đã đến rất là đúng lịch để có thể điều trị làn da của mình. Chúng ta đang ở phòng điều trị cao và chúng ta có thể thấy được là với những khách hàng bị nám tàn nhang thì sẽ được điều trị với laser Spectra XT. Đây là một trong những đời máy cao cấp nhất thế giới về điều trị nám và đạt hiệu quả điều trị nám số 1 thế giới với cái công nghệ có cơ chế chống tăng sắc tố. Khi mà điều trị nám khác hẳn với những công nghệ cũ trước đây đều là không có nhé. Và bác sĩ của chúng tôi sẽ là người trực tiếp điều trị cho các bạn. Và với những khách hàng nào mà đang có quan tâm thì chúng ta đều có thể comment ngay dưới livestream này nhé. Đây là chúng ta có thể thấy với cái bước sóng của đầu máy laser Spectra XT này thì sẽ xử lý linh hoạt những cái vùng nám ở trên da mặt của chúng ta. Và phía khách hàng này cũng đã điều trị được một thời gian, đó là khoảng 3 buổi rồi. Và ngày hôm nay chị điều trị đến buổi thứ tư và làn da của chị đã sáng lên, đều màu hơn rất là nhiều và những vết nám đã được đánh bật hoàn toàn. Và chúng ta có thể thấy được là với những khách hàng này thì đang trong quá trình ủ tê ạ. Với những khách hàng điều trị bằng công nghệ cao thì hầu như toàn được ủ tê để có thể giúp các khách hàng điều trị với công nghệ cao cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, không bị áp lực nhiều đúng không ạ? Và trong quá trình làm thì hoàn toàn không đau rát, không đỏ và điều trị xong thì da mặt của chúng ta vẫn hoàn toàn là bình thường, không bị cái tình trạng như là sưng đỏ hay phù nề gì hết đâu ạ. Nó vẫn rất là bình thường thôi, chúng ta có thể đi chơi, đi làm ngay được nên chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về phương pháp này nhé. Và trước khi chúng ta được lên điều trị thì bác sĩ của chúng tôi cũng sẽ trải qua các bước chuẩn bộ y tế, đó là tìm hiểu nguyên nhân gây ra và sau đó sẽ đưa lên phòng phân tích da bằng máy phân tích da công nghệ cao để có thể xác định loại da và vùng sắc tố không đều màu ở thể trạng như thế nào để có thể giúp xác định cái phác đồ điều trị chính xác nhất. Và bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các livestream tiếp theo.